Thành lập kho dã chiến chống dịch tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cần nâng cao năng lực xét nghiệm đối với người bệnh cũng như phát hiện các ca bệnh. Các địa phương cần tăng công suất xét nghiệm, thay đổi chiến lược về xét nghiệm và theo đó xét nghiệm kháng nguyên nhanh để tầm soát phát hiện các trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 ở cộng đồng, để cách ly khỏi cộng đồng và làm giảm lây nhiễm. Trong ngày 17 tháng 7, Bộ Y tế đã thành lập kho dã chiến về trang thiết bị, vật tư tiêu hao tại Thành phố Hồ Chí Minh và giao bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ cấp phát trang thiết bị cho thành phố cũng như các địa phương. Và kho này riêng về máy thở, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu sẽ điều phối khoảng 2.000 máy, kể cả máy chức năng cao và máy thở thông thường. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.